Bạn bè quốc tế nể phục, sốt sắng sang Việt Nam tìm bằng được bí kíp vươn lên top đầu thế giới. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Việt Nam Prosperity. Các bạn thân mến, trong 7 tháng vừa qua, biến động toàn cầu ngày càng khó đoán với tốc độ tăng trưởng chậm, nhiều nước áp dụng chính sách tiền tệ thắt chặt hơn, tăng lãi suất và tăng cường biện pháp bảo hộ. Thêm vào đó là thách thức và rủi ro mới về an ninh lương thực trên toàn cầu cũng xuất hiện. Cùng với đó, các điều kiện thời tiết không thuận lợi như hạn hán, ngập lụt và thiên tai khác đã gây ra tác động tiêu cực đến nhiều nước. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục diễn biến tích cực, nhiều ngành đạt hiệu quả tốt hơn so với năm trước, thực hiện tốt các mục tiêu đã đặt ra và hứa hẹn sự phát triển mạnh mẽ cho quý tiếp theo và trong suốt năm 2023. Điều này thực sự đã gây lên sự ngạc nhiên vô cùng lớn đối với các quốc gia trên thế giới, khi mà Việt Nam mới chỉ là nền kinh tế mới nổi nhưng luôn đứng vững trước những biến động của thế giới. Vậy nguyên nhân gì khiến Việt Nam làm được như vậy và thế giới nói gì về Việt Nam? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong video ngày hôm nay các bạn nhé! Các bạn thân mến, cho đến nay, kinh tế vĩ mô của Việt Nam vẫn tiếp tục được duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. 7 tháng đầu năm 2023, CPI bình quân tăng 3,12%, đầu tư nước ngoài tăng 4,5%, khách quốc tế đến Việt Nam tăng 6,9 lần, cán cân thương mại ước tính xuất siêu 15,23 tỷ đô la Mỹ. Nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài quốc gia, bộ chi ngân sách nhà nước được kiểm soát tốt, an ninh năng lượng, an ninh lương thực được đảm bảo. Xuất khẩu gạo 7 tháng đạt 4,84 triệu tấn với kim ngạch 2,6 tỷ đô la Mỹ, đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu gạo với trữ lượng và giá trị cao nhất thế giới. Từ những kết quả tích cực trên, vừa qua hôm 10 tháng 8, Ngân hàng Thế giới WB đã dự báo kinh tế Việt Nam sẽ tăng tốc trong nửa cuối năm nay và những năm tiếp theo nhờ đầu tư công hiệu quả. Trong đó, mức tăng trưởng kinh tế Việt Nam sẽ đạt 4,7% vào năm 2023, sau đó tăng dần lên 5,5% vào năm 2024 và 6% vào năm 2025. Trước đó, trong đợt tham vấn định kỳ tình hình kinh tế Việt Nam vào tháng 6, trưởng đoàn công tác điều khoản 4 của IMF, ông Paulo Medas cũng đã nhận định tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ phục hồi vào nửa cuối năm 2023, đạt khoảng 4,7% cho cả năm nhờ xuất khẩu phục hồi và các chính sách trong nước nới lỏng. Lạm phát dự kiến sẽ được kiểm soát dưới mức mục tiêu 4,5% của Ngân hàng Nhà nước. Trong trung hạn, Việt Nam có thể quay trở lại đạt được tốc độ tăng trưởng cao khi các cải cách cơ cấu được thực thi. Còn theo ông Marco Foster, trưởng bộ phận tư vấn ASEAN tại hãng tư vấn Dejansira Associates đã cho rằng các nền kinh tế luôn theo chu kỳ, giai đoạn tăng trưởng chậm là điều không thể tránh khỏi. Trước những khó khăn hiện nay, Việt Nam được dự đoán sẽ đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh trong trung hạn nhờ vị thế mới nổi là trung tâm sản xuất hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á, dân số có trình độ học vấn cao và vốn đầu tư tăng lên nhanh. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2023 như đã đề ra, chính phủ và các bộ, ban ngành của Việt Nam cần tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp kích thích tăng trưởng kinh tế, các chính sách tài khóa để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, có hai giải pháp chính sẽ giúp kinh tế phục hồi cần phải triển khai đồng bộ. Giải pháp thứ nhất đó là kích cầu tiêu dùng. Tổng cầu tiêu dùng chiếm tỷ trọng lớn nhất trên 70% trong cơ cấu GDP. Trong đó, tiêu dùng của dân cư vào khoảng 90% tổng cầu tiêu dùng. Vì vậy, chính sách kích cầu nhằm đẩy mạnh chi tiêu của người dân sẽ là giải pháp nhanh nhất, hiệu quả nhất để thúc đẩy tăng trưởng và tháo gỡ khó khăn về đầu ra cho doanh nghiệp. Ngoài ra, để người tiêu dùng dốc khẩu bao cho chi tiêu, giá hàng hóa và dịch vụ phải ổn định. Đặc biệt, các đợt khuyến mại giảm giá sẽ có hiệu quả rất lớn trong thúc đẩy tiêu dùng. Doanh nghiệp và các đơn vị kinh doanh cần giữ chữ tín, không lợi dụng vào mùa cao điểm để tăng giá. Giải pháp thứ hai đó là kích cầu xuất khẩu. Kinh tế Việt Nam có độ mở lớn, tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất và nhập khẩu ngày càng cao. Vì vậy, để thu được lợi nhuận tối đa, giảm nhập siêu dịch vụ vận tải, chính phủ cần phải ban hành chính sách ưu đãi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế và vốn để phát triển đội tàu vận tải biển, đặc biệt là đội tàu vận tải biển container, để Việt Nam chủ động vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu đáp ứng nhu cầu đất nước, loại trừ rủi ro khi thuê hãng vận tải quốc tế. Đồng thời, tham gia phân khúc vận tải đường dài vươn ra các châu lục, xử lý vấn đề nhập siêu dịch vụ vận tải phù hợp với xu hướng vận tải biển quốc tế. Ngoài hai giải pháp trên, Việt Nam cũng cần cải cách cơ cấu kinh tế, tạo môi trường kinh doanh thân thiện và nâng cao chất lượng lao động nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI. Có thể thấy, năm 1987 là một dấu mốc lịch sử đối với Việt Nam khi luật đầu tư nước ngoài chính thức được Quốc hội thông qua lần đầu tiên. Sau 30 năm, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đã có những đóng góp quan trọng cho nền kinh tế Việt Nam. Từ một nước nghèo, Việt Nam đã vươn lên trở thành quốc gia có mức thu nhập trung bình trong khu vực và là một trong những nơi thu hút vốn nước ngoài mạnh mẽ nhất. Nhận xét về điều này, ông Sebastian Agra, chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới WB tại Việt Nam đã cho biết, trong 30 năm qua, Việt Nam đã khá thành công trong việc thu hút FDI và nguồn vốn này đã đóng góp cho nền kinh tế theo nhiều cách khác nhau,
trong đó phải kể đến vai trò của FDI với quá trình công nghiệp hóa đất nước. Bởi Việt Nam có lượng FDI đầu tư nhiều vào lĩnh vực chế tạo, góp phần xây dựng năng lực sản xuất tại một loạt ngành nghề như điện tử cùng nhiều ngành công nghiệp truyền thống khác như may mặc và giày dép. Ngoài ra, dòng vốn FDI cũng là yếu tố hỗ trợ hoạt động xuất khẩu của Việt Nam tốt hơn. FDI giúp kiến tạo thêm hàng trăm nghìn việc làm có hiệu suất cao cùng mức lương hấp dẫn. Những công việc này có thể được tạo ra một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua việc đẩy mạnh nhu cầu tiêu thụ dịch vụ xây dựng hoặc thậm chí là những nông sản được sử dụng để cung cấp cho các nhà máy. Do đó, tôi tin rằng thu hút FDI là một mảnh ghép rất thành công trong bức tranh kinh tế của Việt Nam trong vòng 3 thập kỷ qua. Nói về tiềm năng thu hút FDI của Việt Nam so với các nước ở trong khu vực, ông Sebastian Acqua đã nói: Việt Nam đã và sẽ là một trong những quốc gia đi đầu trong khu vực về khả năng thu hút FDI. Điều này thể hiện qua tỷ lệ đóng góp của dòng vốn này và tổng sản phẩm quốc nội GDP của nền kinh tế. Hiện có khoảng 12.000 doanh nghiệp FDI đang hoạt động tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các doanh nghiệp FDI không chỉ góp phần vào quá trình sản xuất mà còn giới thiệu thêm những sản phẩm mới vào Việt Nam. Vì thế phải nói rằng Việt Nam đã khá thành công trong việc thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Mặc dù vậy, có một lưu ý quan trọng, vẫn có nhiều nguồn vốn đầu tư vào Việt Nam hiện được phân bổ tới những ngành nghề sử dụng nhiều lao động có kỹ năng thấp thuộc khâu lắp ráp cuối cùng. Vì thế, khi nhìn vào chuỗi giá trị toàn cầu, Việt Nam không có lợi thế cạnh tranh vì Việt Nam chỉ đang đóng vai trò là nơi lắp ráp cuối cùng. Tôi cho rằng Việt Nam cần chuyển hướng sang thu hút FDI và những phân khúc cao hơn nhằm đa dạng hóa nền kinh tế trong chuỗi giá trị toàn cầu và đặc biệt chú trọng vào sản xuất những thành phẩm có giá trị lớn. Để làm được điều đó, Việt Nam có thể tập trung vào đầu tư nghiên cứu và phát triển R&D và những dòng chảy thuận chiều, ví dụ như tiếp thị và phát triển thương hiệu. Điều này sẽ giúp làm tăng thêm giá trị và tạo ra lợi ích lớn hơn cho nền kinh tế. Việt Nam đã gia nhập chuỗi giá trị toàn cầu một cách thành công. Đến nay, tiến trình này vẫn đang phát triển với tốc độ nhanh hơn, không chỉ so với những nước khác ở trong khu vực mà còn so với cả những nền kinh tế có chung mức thu nhập. Việt Nam cần nâng cao tính cạnh tranh thông qua việc đầu tư và phát triển các kỹ năng và cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng kết nối, bởi vì các chuỗi cung ứng toàn cầu hiện nay được vận hành theo hướng rất chặt chẽ và kịp thời. Do đó, nền tảng cơ sở hạ tầng phải đáp ứng được những yêu cầu đó cả về mặt hữu hình, ví dụ như hệ thống cảng biển, đường sắt và mạng lưới giao thông, và hạ tầng về mặt vô hình, ví dụ như quy trình xử lý các thủ tục hải quan, hành chính. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, đó là đầu tư vào con người. Việt Nam có lợi thế sở hữu lực lượng lao động tương đối trẻ với một nửa dân số lao động dưới 35 tuổi. Theo tôi, Việt Nam muốn cạnh tranh ở cấp độ cao hơn, điều quan trọng là phải xây dựng một hệ thống đào tạo nghề tốt nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo điều kiện để cho lao động trong nước thực hiện những công việc mang lại giá trị cao hơn. Đây là điều cốt lõi mà Việt Nam cần phải lưu tâm trong thời gian tới. Có thể nói, Việt Nam đang từng bước định hướng phát triển và ngày càng khẳng định mình trên trường quốc tế. Thành công của Việt Nam trong bối cảnh biến đổi toàn cầu là kết quả của sự kiên trì và nỗ lực không ngừng của Đảng, Nhà nước và toàn bộ cộng đồng. Video ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Bạn có suy nghĩ gì về video này? Hãy để lại ở dưới phần bình luận để mọi người cùng thảo luận nhé. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like, share và subscribe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.